Xin chào các bạn, hôm nay iGen sẽ hướng dẫn cho các bạn các thao tác soạn thảo văn bản cơ bản. Đầu tiên sẽ là nhập văn bản. Thì đơn giản là các bạn sẽ sử dụng các ký tự trên bàn phím để nhập. Về khoảng cách giữa các từ, các bạn sẽ nhấn phím Spacebar để thêm các khoảng cách sau các từ hoặc giữa các đoạn văn bản. Để xuống dòng tiếp theo, các bạn nhấn phím Enter để chỉnh sửa các vị trí cụ thể. Thì sau khi nhập xong, bạn có thể sử dụng chuột để di chuyển điểm chèn vào một vị trí cụ thể trong tài liệu. Các bạn chỉ cần click vào vị trí mà bạn muốn đặt điểm chèn trong văn bản để chỉnh sửa. Tiếp theo là về lựa chọn văn bản. Thì trước khi định dạng văn bản, đầu tiên bạn sẽ phải lựa chọn cái đoạn văn bản đó. Và để làm được điều này thì bạn cần, thứ nhất là các bạn sẽ di chuyển điểm chèn chuột đến vị trí mà bạn muốn chọn trong đoạn văn bản. Thứ hai là các bạn sẽ click và kéo chuột đến đoạn văn bản mà mình muốn chọn. Sau đó thả chuột ra. Và đoạn văn bản được chọn thì nó sẽ được bôi đen. Và khi lựa chọn văn bản hoặc hình ảnh trong Word thì một thanh tool bar chứa các phím tắt lệnh sẽ xuất hiện. Thì các phím tắt khác sẽ bao gồm hoặc kích chuột 3 lần để lựa chọn toàn bộ câu hoặc đoạn văn bản. Ngoài ra thì bạn cũng có thể chọn tất cả văn bản trong tài liệu bằng cách nhấn vào hộp phím tắt Ctrl cộng A trên bàn phím. Tiếp theo là xóa văn bản. Thì dưới đây là một số cách để xóa văn bản. Đầu tiên là các bạn sẽ ở phía bên trái điểm chèn, các bạn sẽ nhấn phím Backspace trên bàn phím. Và để xóa văn bản ở bên phải điểm chèn thì các bạn sẽ nhấn phím Delete trên bàn phím. Các bạn lựa chọn văn bản mà bạn muốn xóa và sau đó nhấn chọn phím Delete. Và nếu bạn chọn văn bản cần xóa và bắt đầu nhập thì văn bản đã chọn sẽ tự động bị xóa và thay thế bằng một cái đoạn văn bản mới mà bạn vừa nhập vào. Và nếu trong quá trình thực hiện bạn có thao tác sai và muốn quay lại thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác Undo hoặc là Redo. Thì các bạn quan sát thấy ở phía trên bên trái phần mềm soạn thảo Word sẽ có thao tác Undo để quay lại thao tác vừa rồi mà bạn muốn khôi phục. Tiếp theo sẽ là sao chép và di chuyển văn bản. Đầu tiên sẽ là sao chép và dán văn bản. Thì các bạn sẽ sao chép văn bản, tạo ra một bản sao của văn bản này. Các bạn sẽ lựa chọn văn bản mà mình muốn sao chép, sau đó click chọn lệnh copy trên tab Home. Ngoài ra thì bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn và chọn copy, sao chép, hoặc thực hiện thao tác nhanh là nhấn vào hộp phím Ctrl cộng C. Bước 3 là các bạn sẽ di chuyển điểm chèn vào vị trí mà bạn muốn dán văn bản đó. Và các bạn click chọn lệnh Paste là dán ở trên tab Home. Hoặc là các bạn có thể nhấn vào hộp phím Ctrl cộng V. Tiếp theo sẽ là cắt và dán văn bản. Các bạn sẽ chọn lựa chọn văn bản mà bạn muốn cắt bằng cách tô đen. Sau đó chọn lệnh Cut trên tab Home. Sau đó các bạn sẽ di chuyển điểm chèn vào vị trí mà bạn muốn dán văn bản đã cắt. Các bạn sẽ click chọn lệnh Paste trên tab Home. Tiếp theo sẽ là kéo và thả văn bản. Các bạn sẽ chọn đoạn văn bản mà bạn muốn di chuyển. Sau đó các bạn sẽ click chuột và kéo văn bản sang vị trí mà bạn muốn dán vào. Thì lúc này một biểu tượng hình chữ nhật nhỏ sẽ xuất hiện ở dưới mũi tên để người dùng có thể biết được rằng văn bản đang được di chuyển. Đến vị trí muốn di chuyển rồi thì các bạn sẽ thả chuột ra và văn bản sẽ xuất hiện ở vị trí mà bạn dán. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh Find và Place, tức là tìm văn bản. Thì từ tab Home các bạn sẽ click chọn lệnh Find. Và lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện một bảng điều hướng ở phía bên trái màn hình. Các bạn sẽ nhập văn bản, từ hoặc là cụm từ mà bạn muốn tìm ở khung ở góc trên cùng bảng điều hướng. Và nếu văn bản, từ hoặc là cụm từ mà bạn tìm thấy trong tài liệu thì nó sẽ được đánh dấu màu vàng và một bảng xem trước kết quả sẽ được hiển thị ở trên bảng điều hướng. Và khi một thể hiện của văn bản được chọn thì nó sẽ phơ màu xám. Các bạn có thể sử dụng mũi tên tam giác lên và xuống để di chuyển qua các kết quả. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể click chuột vào từng kết quả tìm kiếm trong các kết quả dưới mũi tên. Và để chèn biểu tượng thì các bạn sẽ vào Insert, chọn Symbol và chèn ký tự mà mình mong muốn vào. Sau đó bấm OK thì biểu tượng nó sẽ hiện ra trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video được thực hiện bởi iGen Group.